tên mình rồi mọi người ạ. Chúc Tết thì được lì xì mọi người. Tết lại được lì xì. Thì chúc anh Dũng là sao ta, năm mới có nhiều công nghệ mới. Không, năm mới chúc anh Dũng là từ vào đời cuối vàng đeo hết người luôn. Rồi thành công mỹ mãn luôn. Thành công là thành công vang dội nên em thành công rực rỡ. Thành công trong mọi phương diện. Chúc anh Dũng là năm nay sớm lấy được vợ. Vợ hiền, con ngon, có tiền. Thế thì bây giờ em có thể làm vợ không? Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình. Đấy. Thì ngày hôm nay mình bây giờ mình vô Sài Gòn mình bận rộn quá anh em. Nên là mình không có quay clip lại cho anh em xem được. Thì ngày hôm nay mình đây, mình đang ở sân bay nha mọi người nha. Đó. Đang ở sân bay. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip là hôm nay tranh thủ thời gian rảnh để đi ra đón em về Phú Yên. Vào Sài Gòn ở chung. Nói ở chung vậy thôi chứ còn ở chung hay không thì anh em biết sao nha. Thì ngày hôm nay mình ra đây mình đón em về Phú Yên. Thì sẵn tiện mình quay lại cái clip cũng là khởi đầu đầu tiên đi vào Sài Gòn luôn. Ok. Thì bây giờ mình đứng đây chờ. Ở đây công an nhiều quá, an ninh nhiều quá nên là mình không thể quay được. Xíu nữa mình sẽ quay đón Trâm rồi mình trở về về nhà nha anh em nha. Ok. Bây giờ đứng đây chờ Trâm. Giờ ra ngoài đứng bên xe rồi chứ không không có người chỗ xe bảo vệ với lại an ninh đó là hốt toang. Ok. Hello anh em, thì mình đứng bên sân bay mà công an đuổi quá phải ra tới cái xăng đứng chờ. Chờ bây giờ Trâm gọi phát là mình đào xe ở đây xong mình chạy qua bên kia mình đi bộ qua mình rước Trâm rồi qua đây rồi chờ Trâm về. Ok. Thì bây giờ chờ Trâm gọi. Làm ở chỗ đó, chú coi giùm mình xíu. Xong bây giờ mình vô mình đón Trâm nè. Rồi đi bộ. Chân mang đôi dép như thế này. Ok. Ok, không sao hết. Thôi bây giờ mình đi bộ qua mình đón Trâm. Ok. Không biết giờ em đứng ở đâu trời. Đứng đâu ta? Rồi đứng ở chỗ nào mà có người bán nước? Bó tay. À, thấy rồi. Bây giờ mình qua mình đón nó. Mình phải đi bộ qua anh em thấy không? Khổ anh em. Quá khổ. Nhưng mà bây giờ chịu an ninh sân bay thì phải chịu thôi. Đó anh em thấy nó đứng kia không? Giờ qua mà chắc vali giùm nó. Dũng ghệ Phú Yên như lộn. Con ăn nó đuổi quá. Anh đậu ngay cây xăng kìa. Đi qua được. Vô được ta? Vô được đâu. Nó đuổi nó rồi làm cái bản. Xong cái anh cầm điện thoại anh quay xong anh chờ ra đón em á. Xong anh nói kêu mày quay cái gì? Nó đọc điện thoại đúng không? Xong cái anh chạy ra đây anh đứng. Chào mọi người đi chơi Trâm. Về ăn Tết kỳ quá mà. Wow. Mang cuốc à? Đây cây xanh rồi tới rồi.
Ở đâu? Ờ. Mà ra tới ngoài đó luôn. Khổ. Hả? Xin không? Bữa nay làm rối. Hả? Hùng đó. Ăn gì chưa? Chưa ăn gì hả? Xong tính chạy ra mua mũ hiểm. Hên. Đây xe vào đây. Dạ. Đó trời ơi chú. Chú ơi con cảm ơn chú. Thôi mình nhờ cái chú kia chú giữ cho mình. Sao giờ đi không? Giờ đi đâu? Wow. Mọi người. Béo à. Về lên mấy ký. Hả? Rất vui luôn. Vui, nhưng mà bây giờ đi uống nước hay đi ăn cơm chưa? Anh ăn cái gì chưa? Anh hả? À, sáng anh ăn bánh mì rồi. Ừ, uống nước hả? Ok anh em, thì bây giờ đi ra đi qua nước uống rồi trò chuyện đầu năm với Trâm. Chứ bây giờ ở đây xe cổ ồn lắm. Ok. Bây giờ mình order. Đây 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 bạn bên đây. Cho một trà đào cam sả nhé. Anh nhìn thấy em ở ngoài sân bay vậy chăng? Sao anh? Thấy kiểu anh tưởng là màu bắc. Và giờ nhìn mặt mai vậy. Sao? Đẹp. Ốm hả? Em ốm hả? Đẹp. Có 46kg và anh kêu mập là sao? 46kg hả? Về đừng nói thua bài quá tụt công nha. Đâu có nào anh ơi. Chúng ta là bao nhiêu kg? 44. Chúng ta 44, giờ 46. Lên 2kg mới. À lên 2kg. Hèn gì thấy bao mệt phải chút. Bài ăn mà. Bài ăn mệt. Ăn nhiều không? Không biết, ngày nào ăn ớt. Bây giờ vô Sài Gòn có dự định gì chưa? Chưa, là đi học thôi. Là đi học rồi kiếm việc gì làm. Sương sương. Kiếm việc gì làm à? Biết làm gì không? Làm gì anh? Làm ghê anh. Anh chọc quá à. Anh vào ngày bao nhiêu? Anh vào từ lúc mùng 10 á. Rồi lúc này mới hôm nay đi ăn đi chơi gì chưa? Chưa. Sao hôm bữa kêu đi nhậu rồi? Thì nhậu nhậu với thầy rồi thôi chứ còn đi ăn thì chưa. Có muốn đi ăn không? Hả? Có muốn đi ăn không? Có. Thế có gì giờ hôm nào em mời anh đi ăn nha. Ờ. Nhưng mà ăn em. Anh ăn khác đi. Ăn cái khác. Em xưa không ăn cổ anh. Trời, bó hạo quá là xíu quá. Vậy dẫn đi ăn bánh canh. Bánh canh. Bánh canh gì? Em mới cục xíu quá. Đang ăn, đang dạy. Bánh canh xương thì là ai bánh canh xíu quá? Ờ, ở quê em á, bánh canh xong người ta cùng bán thêm xíu quá. À. Dạ. Đó là quê em còn Sài Gòn đâu có gì đó đâu. Nóng quá. Mà sáng lên đây từ lúc mấy giờ? 8 giờ hả? Từ 8 giờ. Bay là nửa tiếng đúng không? Mà chờ đợi người ta lâu, bắt anh chờ một tí. Anh chờ xong cái công an nó đuổi. Anh đang đứng vậy đó, đang đứng xong cái là anh quay anh kiểu canh men mà khách mà lúc em đi ra đó. À, xong rồi là chưa kịp canh vừa đứng quay lên xong cái công an nó hỏi ê tại kia mày quay cái gì mà tin tao lập biên bản không mày đi vô đây. Thế là nguyên đám đi luôn chạy ra ai cũng đi ra mà lúc đó làm gác lắm xong cái nhiều người lắm hả? Ờ đóng đứng kẹt đường không mà bảo vệ nó cho đứng rồi mà công an nó đuổi xong nó chạy ra cái chắc nó sợ tắt đường đúng rồi đường nhỏ quá mà
được. Thế vào đây anh định làm gì? Hả? Vào đây định làm gì? Làm gì hả? Làm người yêu em. Làm hay nhỉ? Chào đi học được mới có thể tính hay như ta. Được á, hợp lý á. Sao? Lần mới có gì chúc mọi người vậy? Phải chúc chứ đúng không? Anh, dù gì anh phải chúc trước chứ. Anh à, anh chúc rồi. Anh chúc con nào? Anh chúc hôm bữa trài cá rồi. Cá không, tính hôm nay có em chưa biết anh chúc con nào, bây giờ phải chúc trước. À quên, chưa ly xì xong á. Giờ anh chúc tới mọi người đi, em sẽ chúc tết anh. À chúc tết anh rồi, có ly xì em hả? Đúng. Còn giờ anh muốn em đi xì anh là anh phải chúc tết em. À giờ để anh chúc tết em. Ok thì bây giờ mình sẽ chúc tết mọi người nha. Nhưng mà mọi người nhớ lý xì cho mình một chia sẻ nha. Ok. Thì mình... Dạ anh đi đâu rung. Thì trong năm mới thì nói chung là chúc mọi người làm ăn có tài có lộc đúng không? Thì nói chung là ai năm con hộ mọi người sẽ vô được một cái mục đích và mục tiêu của mình đề ra trong năm mới này. Đó để xong rồi để làm gì để cuối năm đó thì mọi người sẽ đạt được cái nguyện vọng mà mình mong muốn đó. Còn thế thôi, còn đấy em á để thôi chứ nữa. Anh đang suy nghĩ gì em phải nói chứ. Bây giờ mình bây giờ mình chúc mình cũng có biết là gì đâu, mình chung như là đi rồi. Rồi từ đây quay thì, cho chúc tết này cho 1, 2, 3 action. Thì em cũng chúc cho mọi người năm mới thì gặp nhiều may mắn hơn, thành công hơn trong công việc này, trong tình cảm, và có thật là nhiều sức khỏe ở bên cạnh gia đình, người thân của mình. Và những ai mà chưa có người yêu thì mong năm nay sẽ tìm được nửa của cuộc đời mình. Và những ai có rồi thì cố gắng xây dựng đất mái ấm của mình thật là hạnh phúc, vững chắc. Thì cũng như vậy thôi anh. Bây giờ chúng là kiểu chung chung rồi. Bây giờ ví dụ còn người ví dụ lớn là bao nhiêu, từ ba mình trên mình nhiều lắm. Thì chúc tất cả mọi người luôn mà. Chúc tất cả mọi người có sức khỏe, có gặp nhiều may mắn. Có nhiều tiền. Có nhiều tiền. Đúng rồi, thôi nhưng mà thật là đó. Nói chung là cũng phải làm cái gì cũng phải cái gì ra có sự quyết đoán để thành công chứ đừng là thất bại hết. Ok. Xong vỗ tay. Đó mọi người suy nghĩ. Bắn số điện thoại. Mọi người liên hệ cho em số thanh khoản là 1048.1.1.929 Việt Tiên Bang Phan Đại Quốc Trâm. Còn anh có nhận liên hệ không? Em đọc dùm cho. Anh có liên hệ không để em đọc dùm số thanh khoản ấy cho. Không, mọi người chỉ cần ly xì cho anh Dũng một cái xe là được rồi, là anh Dũng đã rất là vui rồi. Còn em thì cứ banh cho em không sao hết, em nhận hết. Dạ, chứ nói chung thì năm mới cũng chúc mọi người như vậy để mọi người gặp nhiều may mắn hơn thôi. Còn Trâm thì cả năm thì xui rồi, tại vì không ai chúc Trâm hết. Rất là buồn. Không ai chúc em năm mới vui vẻ hết, thì em rất là buồn. Tại vì quá, nhà em có cháu không? Có em hả? Không ai chúc em luôn anh. Cái vậy? em đi xì hết xong không ai chúc em luôn. Cái vậy? Không hiểu. Tại sao em không bắt chúc trước rồi em đi xì? Không biết. Do kẻ nhỏ mà, nhỏ xíu à. Em kêu chạy ra kêu chúc đấy, chưa biết còn nói nữa, kêu ra chúc. Nên em nó còn em ê thì mình chơi chúc kiểu gì? Ok vậy thì anh chúc em hả? Dạ, anh phải chúc em, anh phải đi xì cho em. Quên, nãy giờ em chưa chúc tết anh. Rồi em chúc tết anh. Chúc anh Dũng là năm mới. Từ từ nha. Chúc tết mình nè mọi người ơi. Chúc tết thì được lì xì mọi người. Tết này được lì xì. Thì chúc anh Dũng là sao ta, năm mới có nhiều con ghệ mới. Sao em không chúc năm mới em là về chính thức của anh? Không, năm mới chúc anh Dũng là tiền vào đời túi, vàng đeo hết người luôn. Rồi thành công mỹ mãn luôn.
thành công rồi, thành công vang dội, đêm nay thành công rực rỡ. Thành công trong mọi phương diện. Chúc anh Dũng năm nay sớm lấy được vợ. Vợ hiền, có ngon, có tiền. Thế bây giờ em có xác định là vợ không? Thì em đang chúc anh kiếm nhiều con ghê để trong đó lựa chọn con mà. Rồi ok. Trong đó có em là một rồi đó. Gì nữa? Ai chả biết là em nghĩa Phú Yến. Ơm hay gì? Ok, rồi bây giờ lựa xì đúng không? Chưa chúc xong. Rồi chưa chúc xong, chúc tiếp. Nhưng mà cũng mong cho anh lựa chọn em nữa. Tại sao? Anh không vui nha. Troll nhiều khi em ngồi em xem lại YouTube em nói ủa mình bị troll, mình không biết bị troll nữa anh, bực lắm. Troll mà để cho em biết bị troll. Nhiều khi anh troll thì đã nói mà. Tức giận lắm không được. Troll không troll là để cho lên mà kiểu tò mò xong rồi là lên xem lại. Không hiểu luôn. Đúng rồi. Thì lúc đó mà kiểu là cảm giác của ấy, còn ví dụ troll mà mọi người nói cho biết ký kết á, đúng không? Cho biết ký kết thì là bạn biết bà troll rồi, bà đâu biết đâu. Phải cho xem lại từ đầu tới cuối thì nó mới anh Dũng ác lắm mọi người ơi. Kêu là anh em với nhau là phải yêu thương nhau. Còn đây là suốt ngày đi người ta ra trôn. Đè người ta ra trôn. Đè người ta ra trôn. Em nói cái từ đè, đè. Suốt ngày kiếm thai em ra trôn. Mà em ra trôn đúng rồi. Quên ngày, lâu lâu ra trôn, nó hợp lý hơn. Cứ đè, đè. 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 Anh sẽ nghĩ tạo được gì, anh nghĩ đơn giản là mang em ra tròn, anh không được như vậy. Anh mình là anh em với nhau, mình phải đùm bọc yêu thương nhau. Thương lắm mới tròn, đơn giản lắm. Vậy là từ nay, vậy là từ nay anh Dũng gặp ai là anh Dũng không tròn, anh Dũng không thương người ta như mọi người. Không phải, không bao giờ đó là mình đang giúp mình cho mình. Nhiều khi tròn nữa nó không đăng sao, đúng không? Vì tròn là đâu có nên kén. Sao anh không úp? Vậy là anh ghét em nên anh mới úp em, rồi anh không thương người ta. Do anh thương em nên anh mới úp em. Không, không. Đó không phải là, đó chỉ là một lời nói dối, đó chỉ là một lời biện minh thôi. Thôi, nói chung là ok, sẽ chấp xong chưa? Đúng rồi. Anh đưa đi. Anh lấy đi chứ. Khổ. Vì một cái ta đây uống nước miếng quá à. Miu. Bây giờ mình sẽ đi xây cho nó 1.000. Xong chưa? Thôi, anh em mình chụp tấm hình với nhau đây. Ok, chụp đi, em chụp đi. Chụp có đang không? Đăng rồi có ví dụ hot face thì có không cần phải tăng tên nhưng mà nhớ là không phải thêm chụp hai ly nước ọc eo nó không cho nó hai ly nước nó không chụp mình tưởng là chụp mình là kiểu như vậy được rồi anh, nước đẹp người không đẹp nên là không chụp queo chụp nước không chụp người xuất sắc hề hey. Anh Dũng thấy dạo này em xinh không hả? Dạo này em Dũng thấy xinh không? Em thì lúc nào cũng xinh rồi. Cái còn xinh như xưa đúng không? Đúng rồi, em lúc nào cũng xinh rồi. Em không xinh dễ làm ghề của anh được. Ừ. Quay không? Anh em thấy không? Phải nghiêng người nha. Nghiêng người thành giáo viên nha. Đó, chụp hình. Đó, chụp. Quay. Ghê thiệt. Hello mọi người, thì bây giờ nhạc ở đây nó mở, nó dính bản quyền nữa, mình cũng sợ nữa. Với Trâm cũng ấy nữa, bây giờ mình sẽ mình với Trâm thì có biết nói gì hết, nãy giờ chúc thì cũng chúc rồi, đó nói thì còn nói rồi, nói chung bây giờ anh em mình ngồi uống nước, xong rồi xíu nữa chờ Trâm đi đi đâu đó mình đi, hả? Đi nhà nghỉ,
ta nhà. Ở nhà nghỉ. Mình nhà. Không, không, anh đừng ở đâu đi. Okay. Nhà. Về nhà để nghỉ. Ờ, về nhà để nghỉ. Không phải là nhà nghỉ, okay. Ok. Anh la bộ mình sợ mình lắm. Rồi, ok. Mình sẽ chào Tâm về nhà nghỉ. À, ok. Mình nói xúc tích là em không thích rồi, bây giờ nói lộn rồi, vậy đi. Mà nói là về nhà để nghỉ. Rồi, xin lỗi, mình sẽ chờ Tâm về nhà nghỉ rồi, ok. Đó. Các bạn tiếp tục như vậy nha. Rồi bây giờ thôi đừng nói dài dòng nữa. Dính là quyền, mỗi câu nói lại gõ lại. Từ từ mọi người sẽ, tụi mình sẽ, cái gì ta? À, con phải đuổi Vi đi học tiên rồi. Từ từ tụi mình sẽ cho mọi người biết những cái gì mà bọn mình làm. Nói chung là cái gì phải từ từ chứ không có vô vọng được, mọi người hiểu không? Rồi, trong năm mới thì dạy cho mọi người nha. Ok, thì mọi người hy vọng mọi người sẽ like và ủng hộ kênh mới của tụi mình lên nhanh nhanh nha. Ok anh em, cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Bye.